Bạn đang livestream cùng lúc lên nhiều nơi, trang Facebook, trang cá nhân, trang YouTube và thấy mất thời gian khi phải cài đặt lại những nơi đăng này trước mỗi lần phát live. Hôm nay, cùng tìm hiểu cách lưu nơi đăng để tiết kiệm thời gian nha! Hệ thống Go Studio phiên bản mới nhất có tích hợp tính năng lưu những nơi đăng đã phát. Ngoài ra, bạn cũng có thể thiết lập cụm nơi đăng này từ trước. Sau khi đăng nhập, hãy chọn mục Nơi đăng. Chọn tiếp Thêm danh sách nơi đăng và thiết lập danh sách những nơi đăng mong muốn. Đặt tên rồi bấm lưu là xong. Trước khi livestream, đến bước chọn nơi đăng. Hãy chọn nơi đăng đã lưu để phát live một cách nhanh chóng. Nếu thấy video này hữu ích, đừng quên like và subscribe kênh YouTube Go Studio để chúng mình có động lực ra thêm nhiều video nữa nhé!